10 cách để dụ dỗ một người phụ nữ có chồng sẵn sàng ngoại tình. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn đang theo đuổi một người phụ nữ nhưng lại bị cô ấy từ chối hay không? Bạn không nên ngại ngùng hay tự ti vì điều đó quá, bởi vì đây là một tình trạng rất phổ biến của cánh mày râu. Tán tỉnh một người phụ nữ độc thân đã khó, thế nhưng cưa cẩm được một người phụ nữ có chồng thì lại càng khó khăn hơn. Dân gian thì có câu, có chồng thì mặc có chồng, còn duyên anh ẵm, anh bồng, anh thương. Rất là nhiều người đàn ông khao khát những người phụ nữ đã có chồng. Nói khó thì cũng khó thật, nhưng không phải là không có cách. Và sau đây chúng tôi xin phép được chia sẻ với các bạn 10 cách chinh phục được người phụ nữ đã có chồng một cách hiệu quả nhất. Cách đầu tiên để có thể chinh phục được một người phụ nữ đã có chồng khiến cho nàng sẵn sàng lao về phía bạn. Không gì khác, đó chính là đánh vào những hành động thật bất ngờ. Đây là một cách tuy không mới nhưng lại vô cùng hiệu quả. Thay vì cứ nhắn tin hay là gọi điện vào một quãng thời gian cố định, thì bạn hãy thử liên lạc với nàng bằng bất cứ quãng thời gian nào. Nhưng mà nên tìm hiểu quãng thời gian để tránh làm phiền cô ấy. Giả dụ như lúc cô ấy đang ngủ trưa mà bạn gọi, thì thật sự là không tinh tế một chút nào. Thời gian có thể linh động như là vào buổi sáng, gửi cho cô ấy một tin nhắn, và hôm sau thì có thể là vào buổi trưa hay là buổi tối. Điều duy nhất mà bạn cần nhớ đó là phải kiên trì, tin rằng bạn sẽ có được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đang bỏ ra. Cô ấy rồi sẽ nhận ra tình cảm của bạn. Việc của bạn sau cùng đó là cùng với nàng dạo bước trên những con phố, đi xem những bộ phim mới nổi, những bộ phim tình cảm mà cô ấy thích. Cuối cùng là trở thành nhân tình của cô ấy. Cách tán tỉnh thứ hai, đó chính là hãy làm những điều mà chồng cô ấy không thể làm được. Hãy bù đắp cho người phụ nữ này bằng những điều mà chồng cô ấy không thể làm được, bằng mọi thứ. Chẳng hạn như là khi cô ấy cần một người lắng nghe, cần một người tâm sự, cần một người chia sẻ về những khó khăn, những vất vả, những lo toan, về mọi thứ, thì bạn nên đến bên cô ấy, kiên nhẫn nghe hết, đồng cảm và chiều chuộng cảm xúc của cô ấy như một đứa trẻ. Dần dần, không chỉ là nhân tình, bạn sẽ trở thành tri kỷ của cô ấy nữa, điều mà rất ít những ông chồng làm được. Hãy đọc những cuốn sách hay tìm hiểu thêm về tâm lý phụ nữ và thấu hiểu cô ấy hơn. Bạn sẽ nhận ra thời điểm thích hợp và nắm bắt được cơ hội, giải đáp lại những khúc mắc mà cô ấy đang gặp phải. Từ đó, cô ấy sẽ vô cùng tin tưởng bạn và hai người có thể tiến tới những mối quan hệ xa hơn. Hãy làm những điều mà chồng cô ấy không làm được. Hãy nhớ nhé, cô ấy sẽ thể hiện cho bạn thấy những điều nào mà chồng cô ấy không làm được thông qua những lần chia sẻ gần gũi với nhau. Bởi vì tâm lý chung của một người phụ nữ chán chồng, muốn đi ngoại tình, hoặc những người phụ nữ đã ly hôn chồng thì đều thường hay rất là kể về những biến cố trong cuộc hôn nhân của mình, hoặc là kể về những thói hư tật xấu của chồng. Đây chính là những điểm mạnh mà bạn cần phải tập trung. Cách thứ ba để khiến cho người phụ nữ có chồng có thể lao về phía bạn nhanh hơn, đó chính là hãy biết cách khiêu khích cô ấy. Cũng giống như là đàn ông, tính hiếu thắng của phụ nữ cũng rất cao. Có thể một người đàn ông đang tán tỉnh người phụ nữ ấy nhiều năm trời không đổ, nhưng chỉ một vài những lời khiêu khích từ bạn bè, cô ấy sẽ mê mẩn bạn mà không cần có lời giải thích. Dựa vào đặc điểm này, bạn có thể thuê một vài những gián điệp tiếp cận và thách thức cô ấy. Nói là thuê thôi nhưng bạn có thể tác động bằng nhiều cách mà, đúng không? Sau đấy thì vờ như là bạn đã bị tán đổ và chết mê chết mệt vì cô ấy. Cô ấy sẽ vô cùng là sung sướng vì đã hoàn thành lời thách thức một cách dễ dàng, nhưng lại hoàn toàn không biết rằng chính bản thân mình lại đang bị lừa. Không biết ai là gà, không biết ai là thóc, chính là câu nói phù hợp trong trường hợp này. Đến khi cô ấy nhận ra điều này thì cũng đã muộn, bởi vì cô ấy đã thực sự đê mê trong cảm giác chinh phục được bạn rồi, và cô ấy thuộc về bạn là điều khó mà có thể tránh khỏi. Cách thứ ba, cách để có thể gạ tình một người phụ nữ đã có chồng, đó chính là hãy trở thành người bạn thân thiết của phụ nữ. Đã có một câu nói rằng đừng tán phụ nữ có chồng mà hãy trở thành bạn của cô ấy trước đã. Đây là một cách được khá nhiều người đàn ông sử dụng và hiệu quả thì chắc chắn vô cùng cao. Nếu như bạn chưa quen biết cô ấy, hãy dựng ra một tình huống để làm quen, xin địa chỉ, xin số điện thoại. Chẳng hạn như bạn cùng với bạn của bạn tạo dựng một kế hoạch, như là trên đường chỉ có bạn và cô ấy thôi, bạn là người đi đường, còn bạn của bạn thì đóng vai kẻ cướp. Khi nàng bị cướp thì bạn chạy ra đuổi theo tên cướp và trả lại đồ cho cô ấy. Nghe thì có vẻ rất phim ảnh đấy, nhưng nếu bạn áp dụng được
thì người phụ nữ cũng để lại những ấn tượng rất sâu sắc trong lòng bạn. Sau tình huống này thì đương nhiên cô ấy sẽ vô cùng cảm ơn và chắc chắn là hai người sẽ trở thành bạn của nhau. Bạn cần phải tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy bằng cách rủ cô đi xem phim, đi ăn những món ăn cô ấy thích, đến những nơi cô ấy hay đến, lắng nghe, đồng cảm cùng với những tâm sự mà cô ấy chia sẻ. Thời gian dần qua đi, hai người sẽ ngày càng trở nên thân thiết hơn, và lúc này bạn có thể quyết định tiến tới mối quan hệ trên tình bạn hay là chỉ nên dừng lại ở hiện tại thôi. Biết đâu trước khi mà bạn quyết định thì nàng sẽ chủ động tỏ tình với bạn trước còn có khi. Chính vì vậy, hãy trở thành bạn của người phụ nữ ấy trước, càng thân thiết, càng tri kỷ thì càng tốt nhé. Cách thứ tư để có thể dụ dỗ một người phụ nữ có chồng say mê mình, đó chính là hãy để cô ấy được kiểm soát mọi thứ trong quãng thời gian đầu. Phụ nữ luôn là như vậy, luôn thích mình là người được kiểm soát mọi chuyện. Hãy để cô ấy được kiểm soát mọi thứ trong mối quan hệ của hai người theo cách mà cô ấy muốn. Bạn chắc chắn là không bao giờ muốn nghĩ đến cái cảnh chồng cô ấy phát hiện ra điều gì đó bất thường, hoặc là những người xung quanh dị nghị bàn tán quá nhiều khiến cho cô ấy quá áp lực và phải đi đến những quyết định như là rời xa bạn hay là không còn muốn liên lạc với bạn nữa. Nếu như bạn quá chủ động và bạn cầm trịch trong mối quan hệ này thì sẽ khiến cho người phụ nữ rơi vào cảnh bối rối như vậy đấy. Nhưng nếu như ngược lại, bạn để cho cô ấy được kiểm soát mọi thứ trong quãng thời gian đầu thì tiến triển của hai người sẽ đi lên một tầm cao mới. Cô ấy đã lập gia đình và đủ chín chắn cho những quyết định của mình. Nhiệm vụ của bạn chỉ là theo đuổi và say mê cô ấy thôi. Có thể là giai đoạn đầu của hai người, cô ấy sẽ dành hầu hết thời gian cho chồng thay vì khư khư cầm chiếc điện thoại và chờ tin nhắn từ bạn. Bởi vì việc này rất là dễ bị lộ và mới ban đầu thì cũng không ai có những tình cảm sâu đậm với ai ngay cả. Bạn cũng không cần phải nóng vội, mà hãy thật kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Nếu như bạn đủ tốt, đủ ân cần, đủ chia sẻ, đủ ngọt ngào và ga lăng thì cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra, rồi cô ấy sẽ tự động đến bên bạn theo cái cách mà cô ấy muốn. Bạn đã từng nghe câu đợi chờ là hạnh phúc chưa? Trong trường hợp này thì bạn cần phải làm như vậy. Hãy nhớ nhé, để cho cô ấy được kiểm soát mọi thứ trong quãng thời gian này. Cách thứ 5 để có thể quyến rũ một người phụ nữ đã có chồng là hãy khiến cho cô ấy luôn nhớ tới bạn trong tâm trí. Đây là cách dành cho những người đàn ông tinh tế. Khi mà bạn đã đủ sức hấp dẫn và đủ sự tự tin trong trường hợp này thì cách thực sự có tất cả các chi tiết chìm đắm không phải là việc chăm chăm vào cái việc ghi nhớ những chi tiết, mà là sự đam mê, tập trung trong tình huống mà bạn đang trải qua. Bạn càng tập trung thì càng nhiều những chi tiết liên quan sẽ dính vào, và ngược lại, sự mất tập trung của bạn sẽ bỏ lỡ những chi tiết rất nhỏ và khiến cho người phụ nữ nhận ra là bạn không thực sự quan tâm lắm. Bạn chỉ đang nhăm nhăm mong muốn đến việc đưa cô lên giường thôi. Con người, đặc biệt là phụ nữ đã có chồng, biết rằng bạn thực sự quan tâm và để ý đến những chi tiết nhỏ là một trong những cách hay nhất để thể hiện tình cảm, sự quan tâm đến với người phụ nữ này. Hãy để ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất. Bạn sẽ biết mọi thứ về cô ấy và sẽ giúp bạn làm chủ trong cuộc hẹn với người phụ nữ. Hãy lưu ý vấn đề này nhé. Nếu như bạn thực sự là một người đàn ông có tố chất của sự tinh tế thì hãy tận dụng tối đa điều này. Quan sát từ những thứ rất nhỏ thôi sẽ khiến cho bạn đạt được những thứ to lớn đến không ngờ đấy. Cách thứ 7 để tán tỉnh một người phụ nữ đã có chồng, đó chính là hãy thông qua ngôn ngữ cơ thể và hơn hết là ánh mắt của mình để thể hiện tình yêu thương. Quả không sai khi nói rằng ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Giao tiếp bằng mắt là một cách dễ dàng nhưng vô cùng hiệu quả để thể hiện sự quan tâm của bạn đối với cô ấy. Bên cạnh đó, qua ánh mắt bạn cũng có thể biết được nàng đang có tình cảm với mình hay không. Ngôn ngữ cơ thể cũng là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Khi mà có được điều này thì trong mắt nàng, bạn sẽ là một chàng trai rất là tự tin, rất mạnh mẽ, rất quyết đoán, rất biết cách điều khiển cơ thể của mình. Đồng thời cô ấy sẽ hiểu được những tình cảm của bạn. Bởi vì qua ngôn ngữ cơ thể thì bạn cũng sẽ hiểu được nàng hơn, cùng với những suy nghĩ, những ước muốn sâu thẳm trong mặt đối phương. Những ngôn ngữ cơ thể cụ thể ở đây ví dụ như là cái cách mà bạn có thể đụng chạm một cách tinh tế chẳng hạn, cũng khiến cho người phụ nữ họ cảm thấy rung động. Còn cách đụng chạm như thế nào để khiến cho chị em phụ nữ run lên vì sung sướng bởi vì sự tinh tế của người đàn ông thì chúng tôi đã chia sẻ trong một video trước đây, bạn có thể tìm lại nhé.
Và một cách nữa khiến cho người phụ nữ có chồng cũng sẽ càng khao khát và càng nhanh chóng đến gần bên bạn hơn, đó không gì khác, đó chính là hãy làm thân từ những sự thấu hiểu. Tôi nghĩ rằng đây là một điều không mới, nhưng bạn đã bao giờ nghe đến việc người phụ nữ họ vỡ mộng sau hôn nhân chưa? Thực tế thì đó có thể là nguyên nhân và là khe hở tuyệt vời cho những người đàn ông muốn chen vào cuộc hôn nhân của người khác. Đây cũng là cách rất nhiều người áp dụng. Chính từ những sự vỡ mộng của người trong cuộc, nó lại khiến cho những người ngoài cuộc có cơ hội. Cuộc sống vợ chồng khác rất nhiều so với lúc còn yêu nhau. Khi yêu thì mọi thứ đều đẹp, đều mặn nồng. Nhưng khi hai người đã cưới nhau rồi thì bộn bề cuộc sống, công việc, đủ mọi thứ trên đời khiến cho tình cảm cả hai đương nhiên sẽ giảm xuống. Và những cuộc cãi vã, bất đồng ý kiến, quan điểm sẽ diễn ra một cách thường xuyên hơn. Nhiều năm, nhiều tháng qua đi, trái tim người phụ nữ sẽ cảm thấy mệt mỏi và cần một người đàn ông bên cạnh lắng nghe những chia sẻ của mình, thấu hiểu trái tim yếu đuối của mình hơn. Nếu có người đàn ông nào đủ tinh tế, có thể lấp đầy được những khoảng trống trong người con gái như vậy, thì việc ngoại tình hoàn toàn có thể xảy ra. Có lẽ đó là một trong những điều tất yếu sau những cuộc trò chuyện thường xuyên của hai người. Hãy làm thân với người phụ nữ từ sự thấu hiểu. Đôi khi người phụ nữ có chồng đã ly hôn, họ rời bỏ cuộc hôn nhân của mình chính là bởi vì không có sự thấu hiểu và chia sẻ từ người chồng cũ. Và nếu như bạn là một người đàn ông biết đánh vào điểm yếu này của người phụ nữ, thì chiến thắng là một điều đương nhiên sẽ xảy ra. Bí quyết thứ 9 để có thể tán tỉnh và dụ dỗ một người phụ nữ đã có chồng, đó chính là hãy biết tặng quà và làm những hành động thật là lãng mạn. Theo như các chuyên gia tâm lý thì phụ nữ họ luôn bị thu hút bởi những người đàn ông lãng mạn, mạnh mẽ, dành sự quan tâm đặc biệt cho họ. Nếu như bạn đang thích một người phụ nữ và nhận ra rằng cô ấy đã có chồng thì cũng đừng ngần ngại nhiều. Hãy tiếp tục bước đến và chinh phục cô ấy. Hãy bỏ thời gian ra một chút để tìm hiểu về sở thích, thời gian làm việc, những nơi hay lui tới và những ngày đặc biệt với cô ấy, như là ngày sinh nhật, 20 tháng 10, mùng 8 tháng 3, những ngày truyền thống trong công việc của cô ấy làm. Và bắt đầu kế hoạch bằng việc tặng quà cùng với những hành động thật lãng mạn, thật tinh tế và thật nhẹ nhàng. Cứ làm nhiều lần như vậy, chắc chắn trong mắt cô ấy, bạn sẽ quyến rũ hơn người chồng đang ở nhà, hoặc ít nhất là quyến rũ hơn người chồng mà cô ấy đã từng ly hôn. Khi yêu, người đàn ông thường đưa người phụ nữ của mình đi chơi, tình cảm rất là mặn nồng. Nhưng mà khi hai người đã về chung một nhà, những bộn bề cuộc sống làm cho họ không có đủ thời gian để dành cho đối phương nữa. Không phải là những buổi đi chơi đến tối muộn, quà tặng vào những ngày sinh nhật nữa, mà thay vào đó là những buổi nhậu nhẹt, những buổi bia của những người chồng và bỏ bê vợ của mình ở nhà cùng với những đứa con nhỏ. Ngày ngày trôi qua, tình cảm hai người cứ nhạt dần. Trên thực tế thì chúng ta gặp không ít các cặp vợ chồng Việt Nam hiện nay chung sống với nhau chủ yếu là vì trách nhiệm chứ không phải vì tình cảm nữa. Và nếu như bạn có thể làm được những hành động trên thì chắc chắn bạn sẽ thật đặc biệt trong mắt người phụ nữ này, và chuyện tình cảm hai người là việc khó có thể tránh khỏi. Và kỹ năng bí kíp cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ để giúp bạn có thể chinh phục được những người phụ nữ có chồng, đó chính là hãy thu xếp để có thể đi công tác chung với nhau. Nếu như bạn đang thích cô đồng nghiệp của mình thì đợt đi công tác chung tới sẽ là một cơ hội hoàn hảo cho hai người đấy. Trong chuyến công tác chung, hãy tranh thủ giải quyết hết công việc khi mà đến nơi làm việc một cách nhanh chóng nhất. Sáng sớm bạn có thể rủ cô đi dạo vào buổi sớm bình minh và ngắm hoàng hôn một cách chậm chạp khi buổi chiều xuống. Nếu có bể bơi thì bạn có thể rủ cô ấy đi bơi cùng, với cái cớ là thi xem ai bơi nhanh hơn. Chắc chắn hai người sẽ trở nên thân thiết, gần gũi nhau hơn và tạo điều kiện để cùng nhau chia sẻ những tâm sự của mình. Những lúc vắng người và chỉ có bạn với cô ấy, hãy cầm tay một cách tinh tế, một cách nhẹ nhàng để thể hiện tình cảm, thổ thì một cách bí mật. Những hành động lãng mạn của bạn có thể làm cho người phụ nữ yếu lòng và quên mất được rằng mình là một người phụ nữ đã có chồng, hoặc mình là một người phụ nữ đã ly hôn, giúp cho cô ấy vượt qua được những rào cản về mặt tâm lý. Thậm chí nếu như thực sự đủ sự tinh tế thì cô ấy còn có thể chấp nhận tình cảm của hai người một cách ngầm xác định. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh ủng hộ
và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.